Quý khán giả đang theo dõi những hình ảnh tổng hợp của chặng 11 giải đua xe MotoGP 2017. Chặng 11 được tổ chức tại đường đua Nürburgring ở nước Áo vào ngày 13 tháng 8. Với tổng chiều dài đường đua là 120,9 km, kéo dài trong 29 vòng đua. Nürburgring được xây dựng từ năm 1969, có thiết kế dựa theo cấu tạo đồi dốc tự nhiên của vùng núi Styria thuộc miền đông nam nước Áo. Đây được xem là đường đua ngoạn mục về tốc độ và độ khó bật nhất ở châu Âu. Vị trí xuất phát của các tay đua lần lượt là Marc Marquez thuộc đội đua Repsol Honda Team, Andrea Dovizioso thuộc đội đua Ducati Team và Maverick Vinales thuộc đội đua Movistar Yamaha MotoGP. Chặng 11 MotoGP 2017 chính thức bắt đầu. Các tay đua tăng tốc ngay khúc cua đầu tiên. Marc Marquez và Jorge Lorenzo đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí dẫn đầu. Tay đua Lorenzo đang có khởi đầu rất tốt. Maverick Vinales đang cố gắng vượt mặt Valentino Rossi, nhưng anh đã vào cua bị lỗi. Dovizioso vừa vượt qua Marc Marquez để chiếm vị trí thứ hai. Nhưng ngay góc cua tiếp theo, tay đua Marc Marquez đã tăng tốc để lấy lại vị trí của mình. Jorge Lorenzo vừa vào cua bị lỗi, xe của anh gần như muốn chạm vào xe của Marc Marquez. Lúc này Marc Marquez đang bị hai tay đua của Ducati Team kẹp giữa. Cả ba tay đua đang dàn hàng ngang và chạy với tốc độ rất cao. Cuộc đua cho vị trí dẫn đầu đang diễn ra vô cùng kịch tính. Marc Marquez đã vượt lên trước Dovizioso ở góc cua phải để chiếm vị trí số 1. Ba tay đua Jaco, Brasi và Pedrosa đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ 4. Dani Pedrosa đang thể hiện kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. Anh bứt phá mạnh mẽ và vượt mặt cả Joan Zarco của Monster Yamaha Test 3 và cả Jorge Lorenzo của Ducati Team để chiếm vị trí thứ 3. Marc Marquez vừa vào cua thiếu chính xác và để Dovizioso vượt lên khi chỉ còn 10 vòng đua. Marc Marquez vừa lấy lại vị trí dẫn đầu ở góc cua trái. Nhưng Andrea Dovizioso đã tăng tốc và vượt lên lại ngay góc cua tiếp theo. Marc Marquez lại tiếp tục tấn công. Xe của anh gần như chạm vào xe của Andrea Dovizioso. Hai tay đua của Repsol Honda Team và Ducati Team liên tục vượt mặt nhau, tạo nên cuộc cạnh tranh vô cùng kịch tính cho vị trí dẫn đầu, biến chặng 11 trở thành màn so tài riêng lẻ của hai tay đua này. Vòng đua cuối cùng, Marc Marquez đã quyết định mạo hiểm khi tăng tốc và ép cua ngay góc cua cuối cùng để vượt lên trước Dovizioso, nhưng bất thành. Andrea Dovizioso đã về nhất chặng 11. Tiếp theo sau là Marc Marquez và Dani Pedrosa. Đây là kết quả của chặng 11 MotoGP 2017. Đây là bảng xếp hạng tổng sắp của các tay đua sau chặng 11 MotoGP 2017. Cảm ơn quý khán giả đã xem những hình ảnh tổng hợp chặng 11 của giải đua xe MotoGP 2017. Honda Việt Nam tự hào tài trợ đội đua Repsol Honda Team từ năm 2016.